Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 5 tháng 8 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Lời chúc mừng của Tổng thống Trump dành cho Tổng thống Putin là sự xỉ nhục đối với Joe Biden. Hạ viện Mỹ cho lớn gián đoàn tâm lý cực mạnh vào Biden-Harris thông qua dự luật bỏ phiếu bầu cử. Thông đốc Texas kêu gọi bầu cử đặc biệt cho vị trí chống của cố dân biểu Stella Jackson Lee. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Nga Putin về thỏa thuận trao đổi tù nhân lịch sử được ký kết vào tuần trước. Ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Nga có lợi hơn. Theo Politico, phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc vận động tranh cử ở Atlanta ngày 3 tháng 8, cựu Tổng thống Trump nói, Tôi muốn chúc mừng ông Putin vì đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời. Các bạn thấy thỏa thuận mà chúng ta ký kết chưa? Cựu Tổng thống Donald Trump cho hay, đối với Washington, đó là một thỏa thuận tồi tệ. Chúng ta đã đưa người của mình trở về, nhưng đã thực hiện một số thỏa thuận khủng khiếp. Ông Trump nhấn mạnh và nói thêm, Cuộc trao đổi tù nhân dẫn tới việc trả tự do cho một số kẻ giết người. Trong cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Nga đã thả 16 tù nhân, bao gồm phóng viên Ivan Kershowitz của tờ World Journal, công dân Đức và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan. Tổng thống Mỹ Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris đã chào đón những người Mỹ được thả, và ông Biden ca ngợi cuộc trao đổi là một chiến công ngoại giao. Đổi lại, số người Nga bị bỏ tù ở năm quốc gia và hai trẻ em được trả tự do. Trong số này có ông Vadim Krasikov đang chịu án chung thân tại Đức. Trong một phát biểu được đưa ra vào ngày 3 tháng 8, cựu Tổng thống Trump cũng nói bóng gió rằng thỏa thuận trao đổi tù nhân bao gồm các khoản thanh toán cho Nga và rằng ông đã đảm bảo việc thả 59 con tin trong nhiệm kỳ của mình nhưng không bao giờ trả bất cứ khoản nào. Hạ viện Mỹ trời lớn, gián đoạn tâm lý cực mạnh vào Biden-Harris thông qua dự luật bỏ phiếu bầu cử. Kính thưa quý vị, Hạ viện Mỹ với tỷ lệ 221-198 dân biểu đã thông qua dự luật, chỉ có công dân Mỹ mới có quyền đi bầu bỏ phiếu. Theo dự luật này, yêu cầu các cá nhân đăng ký bỏ phiếu cung cấp bằng chứng về quyền công dân để tham gia bầu cử liên bang đạo luật cũng sẽ yêu cầu các bang kiểm tra danh sách cử tri của họ để tìm những người không phải là công dân đã đăng ký vì hành động bỏ phiếu đó đã là bất hợp pháp chiếu theo luật hiện hành của Hoa Kỳ chỉ công dân mới có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang luật bầu cử khác nhau tùy theo tiểu bang trong đó một số tiểu bang như Georgia và Wisconsin yêu cầu giấy tờ tùy thân có ảnh và các tiểu bang khác chẳng hạn như Pennsylvania và New Mexico không yêu cầu bất cứ tài liệu nào có nhiều tiểu bang bắt buộc nhận dạng có ảnh hoặc các tài liệu khác sử dụng giấy phép lái xe, thẻ căn cước quân đội, thẻ sinh viên, giấy khai sinh, thẻ căn cước bộ lạc hoặc thậm chí là hóa đơn tiện ích gần đây. Theo Associated Press, các bang như là Bắc Carolina, Georgia, Arizona, California và Texas đã xem xét danh sách cử tri của họ từ năm 2016 đến năm 2022. Các cuộc kiểm toán này cho thấy có ít hơn 50 người không phải là công dân ở mỗi bang đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử gần đây. Trong tổng số, từ trên tổng số phiếu bầu mỗi bang là 23 triệu. Thế nhưng trong thực tế, dự luật được Hạ viện thông qua này khó có thể tiến triển tại Thượng viện, bởi đảng Dân Chủ và các thượng nghị sĩ độc lập đang nắm quyền kiểm soát, trừ khi cũng giống như tình trạng ở Hạ viện, chỉ có 5 dân biểu Dân Chủ đã đồng ý bỏ phiếu thuận nếu thượng viện chỉ cần thêm hai phiếu ủng hộ từ những thượng nghị sĩ độc lập hay có hai thượng nghị sĩ thuộc đảng dân chủ yêu chuộng sự công bằng và tôn trọng hiến pháp sẽ rào nhảy qua ủng hộ luật này thì dự luật này sẽ được thông qua nhưng khi dự luật được hai viện đồng ý thông qua đưa lên tổng thống mà tổng thống như biden thì chắc chắn sẽ phủ quyết rồi vậy ta cũng nên xem lại tình trạng của dự luật này về quyền quan trọng của tổng thống mỹ là quyền phủ quyết Tất cả những dự luật do Quốc hội thông qua trước khi được ban hành trở thành đạo luật phải được trình lên Tổng thống. Trong vòng 10 ngày không kể chủ nhật nếu đồng ý, Tổng thống sẽ ký công bố dự luật đó. Nếu không đồng ý, Tổng thống sẽ phủ quyết gửi trả nơi đã soạn thảo ra dự luật đó và yêu cầu Quốc hội xem xét lại. Lúc đó, Quốc hội phải bàn bạc, sửa đổi và chỉ khi không dưới 2 phần 3 dân biểu, thường nghị sĩ trong mỗi viện tán thành thì dự luật này mới trở thành đạo luật được. Nhưng cũng trong thời hạn đó, nếu quốc hội kết thúc khóa họp thì dự luật lại không thể trở thành đạo luật được. Chuyện đòi hỏi bây giờ phải có 2 phần 3 dân biểu, thượng nghị sĩ trong mỗi viện tán thành thì đương hông ở triều đại của Biden, Kamala. Vì hơn ai hết, họ còn chủ trương không những cho thường trú nhân và cả di dân bất hợp pháp vào Mỹ có quyền đi bầu nước kia. Còn nhớ kỳ bầu cử năm 2020, còn có cả cử tri, đội mô sống dậy đi bầu mới tạo ra được Biden chiến thắng thật ngoạn mục nữa kìa. Tuy nhiên, thưa quý vị, phải công nhận rằng, việc thành công thông qua dự luật này của Hạ viện là đã dán một đòn tâm lý rất nặng tới chính quyền Biden-Harris. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ thì chỉ công dân Mỹ mới được là cử tri chính thức. Nếu cả Thượng viện lẫn Tổng thống đều phủ quyết, thì họ cần có câu trả lời cho cử tri toàn quốc, còn như họ vẫn làm lơ thì đã tự nhận rằng sẽ có gian lận. Chúng ta hãy cùng chờ xem fan này ông Biden xử lý khôn khéo thế nào. Nước Mỹ đang trong cơn bạo bệnh, di dân lậu. Điều này sẽ càng làm lòng dân bất mãn hơn bao giờ hết. Thống đốc Texas kêu gọi bầu cử đặc biệt cho vị trí trống của cố dân biểu Sheila Jackson Lee. Kính thưa quý vị, hôm ngày 2 tháng 8, thông đốc Abbott đã ban hành một tuyên bố yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 5 tháng 11 nhằm bầu chọn một dân biểu Hoa Kỳ cho địa hạt quốc hội số 18 để phục vụ thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của bà Jason Lee. Bà Jason Lee qua đời ở tuổi 74 vào ngày 19 tháng 7, không lâu sau khi tiết lộ rằng bà đã bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Bà được bầu vào vị trí dân biểu đại diện cho Houston lần đầu tiên vào năm 1994 và giữ vị trí này trong nhiều thập niên cho đến khi qua đời. Cuộc bầu cử đặc biệt để bầu chọn người phục vụ hai tháng còn lại trong nhiệm kỳ của bà Jason Lee sẽ diễn ra cùng ngày với cuộc tổng tuyển cử. Trong đó, cử tri cũng sẽ chọn người đại diện cho địa hạt theo truyền thống của đảng Dân Chủ cho toàn bộ nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ năm 2025. Kính thưa quý vị, quyết định này đã gây ra một số tranh cãi. Với các nhà phê bình lập luận rằng, việc tổ chức hai cuộc bầu cử cho cùng một vị trí vào cùng ngày sẽ gây ra sự nhầm lẫn cho cử tri. Ông Mike Dollar, chủ tịch đảng Dân Chủ quận Harris, nói với tờ Texas Tribune rằng quyết định của ông Abbott về việc tạo ra một cuộc bầu cử đặc biệt, điều mà ông không bắt buộc phải làm, đồng nghĩa với một nỗ lực gây nhầm lẫn và gây khủng loạn trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tại một thành tri của đảng Dân Chủ. Đồng thời nói thêm rằng hành động này đồng nghĩa với hành động gây sao nhãn, không hơn không kém. Một đề nghị làm rõ thêm về những tuyên bố của ông Dollar về hành động gây sao nhãn, được gửi tới đảng Dân Chủ quận Harris đã không được phúc đáp ngay. Có vẻ như quyết định của ông Abbott về việc tổ chức ra cuộc bầu cử đặc biệt có thể buộc đảng Dân Chủ phải chuyển hướng nguồn lực và sự chú ý sang cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ ngắn hạn này, làm giảm hiệu quả của họ khi cùng lúc phải vận động cho vị trí này với nhiệm kỳ đầy đủ. Điều này có thể làm suy yếu các chiến dịch của ứng cử viên đảng Dân Chủ và làm tăng cơ hội cho một ứng cử viên không thuộc đảng Dân Chủ sẽ thể hiện tốt hơn trong cuộc tổng tuyển cử. Các lãnh đạo đảng Dân Chủ ở Texas đã thông báo về cuộc họp của Ủy ban Điều hành Địa hạ Quốc hội vào ngày 13 tháng 8 nhằm mục đích đề cử một ứng cử viên thay thế để tuyển dụng cho vị trí trống của bà Jackson Lee. Các ứng cử viên quan tâm tham gia cuộc bầu cử đặc biệt phải nộp đơn cho động lý Texas trước ngày 22 tháng 8. Theo lệnh của ông Abbott, thời gian bỏ phiếu sớm cho cả cuộc bầu cử đặc biệt này và cuộc tổng tuyển cử đã được ấn định từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 và theo bộ luật bầu cử của Texas. Chưa có tên ứng cử viên nào được đề xướng cho cuộc bầu cử đặc biệt này. Tuy nhiên, một số cá nhân đã tuyên bố sẽ tham gia cuộc ứng cử cho nhiệm kỳ đầy đủ. Cựu thành viên hội đồng thành phố Houston Amanda Esquart đã công bố rằng bà sẽ tranh cử cho nhiệm kỳ đầy đủ này cùng với cựu thị trưởng Houston Sylvester Turner, thành viên hội đồng thành phố Houston Lestitia Bloomer, dân biểu tiểu bang Travis Johnson, cựu thành viên hội đồng thành phố Ray Boykin và dân biểu tiểu bang Christina Morales. Tất cả đều thuộc đảng Dân chủ. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và quý anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV e Post Time.